Nhà có người sinh vào ngày âm lịch này, cả gia đình đều hưởng phú quý, tài lộc. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra có một số mệnh khác nhau. Tùy từng thời điểm sẽ nói lên bạn sướng khổ như thế nào. Không những thế, nó còn liên quan đến cả gia đình và những người thân thiết ở xung quanh. Theo tử vi số học, ngoài con giáp, tương số, ngày sinh âm lịch cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Với những người sinh vào những ngày âm lịch sau đây, họ được coi như là bùa hộ mệnh của cả gia đình. Không chỉ đem lại may mắn và bình an cho gia đình, mà hậu vận của họ cũng sẽ được sống trong phú quý, của cải dư dả, tiêu mãi không hết. Tử vi học còn nói rằng, bên cạnh con giáp thì ngày sinh đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Còn những người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng lại ra đời vào đúng thời khắc hoàng kim, nên cuộc sống dù vất vả thế nào cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Trong số những ngày âm lịch, có một số ngày được xem là thời khắc may mắn nhất. Đây có lẽ là lúc sao may mắn chiếu mệnh, nên những ai sinh vào ngày này, trời định phú quý đến ra. Mặc dù trên đường đời gặp nhiều chông gai trắc trở, nhưng sau tất cả, họ vẫn có được một cuộc sống đầy đủ, vẹn toàn. Sau khi kết hôn, những người sinh vào ngày này không những được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, mà đời sống vật chất cũng dư dả, thoải mái. Hãy cùng xem đó là những ngày nào. Thứ nhất, ngày mùng 2 âm lịch. Những người sinh vào ngày mùng 2 âm lịch thường được coi là báu vật vô giá trong gia đình. Đây là những người thông minh, nhanh trí, biết ứng xử trong cuộc sống. Sinh ra vào ngày đầu của tháng, thường được coi là một người tràn đầy năng lượng và sinh khí. Chính bởi thế, lúc nào họ hừng hực sức sống, đứng trước mọi khó khăn, không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi. Trong cuộc đời, có những giai đoạn họ gặp nhiều thử thách, nhưng vì được Thượng Đế ban cho nhiều năng lượng tích cực, nên họ luôn nhận được sự giúp đỡ bất ngờ, khiến mọi rắc rối được hóa giải. Bên cạnh đó, những người này cũng truyền năng lượng và cả may mắn cho những người xung quanh. Đặc biệt, gia đình có người sinh vào ngày này sẽ may mắn nối tiếp may mắn. Gia đạo ngày càng hưng thịnh, sung túc, chưa kể đến cuối đời những người này còn được sống trong sự an nhàn, ấm no. Ngày mùng 3 âm lịch. Con số 3 nghe có vẻ không phải là con số đẹp đối với nhiều người, nhưng nếu là ngày sinh âm lịch lại là một ngày đại phúc. Ngày nào sinh vào ngày mùng 3 âm là người giỏi kiếm tiền, tài năng và thiên bẩm, biết quan tâm, chăm sóc người thân. Họ giàu nghị lực, tự lập, vô cùng muốn phấn đấu cho cuộc sống của mình. Cứ là ngày mùng 3 âm thì không phải lo lắng. Ngày mùng 6 và mùng 8 âm lịch. Những người sinh vào ngày mùng 6 và mùng 8 âm lịch thường là người thông minh, tài năng. Mặc dù tính tình của họ đa số là cố chấp, kiên định, nhưng trên thực tế, họ luôn hết lòng với đam mê và những quyết định của mình. Thời bé, những người này tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng lại có được tình yêu thương trọn vẹn từ những người thân. Chính vì sự ấm áp này đã giúp họ ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn. Tử vi học còn nói, những người sinh ra vào hai ngày này, sau khi bước qua giai đoạn trung vận, cuộc sống như chuyển sang một tầm cao mới. Bởi lẽ những người sinh hai ngày này đã được định sẵn mang mệnh phú quý. Dòng đời sẽ đưa đẩy họ tìm kiếm được nhiều cơ hội tốt để gây dựng mọi thứ viên mãn, thập toàn, thập mỹ. Sau 35 tuổi, những người này đều có cơ ngơi ổn định, tài vận vững chắc, đặc biệt là có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ngày mùng 10 và ngày 13 âm lịch. Tử vi học còn nói, những người sinh vào ngày mùng 10 và ngày 13 âm lịch thường thông minh, tài giỏi, có nhiều tài lẻ. Cuộc sống của họ vào tiền vận khá vất vả, gian truân, nhưng nhờ được sinh ra vào thời khắc may mắn, nên sau khi trải qua sóng gió, sẽ gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Bước vào giai đoạn trùng vận, những người sinh vào ngày này thường gặp nhiều may mắn. Đi làm có đồng nghiệp giúp đỡ, ra ngoài xã hội có quý nhân tạo điều kiện xây dựng sự nghiệp vững chắc. Đặc biệt, đối với những người thành gia lập thất, không những tạo được sự giàu có cho chính mình, mà còn giúp chồng kiếm được nhiều tiền. Nhìn chung những ngày này, trời ban nhiều phước lành nên hậu vận sẽ được tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Ngày 11 và ngày 24 âm lịch. Những người sinh vào hai ngày âm lịch này là người tự tin, lạc quan, được nhiều năng lượng tích cực từ Thượng Đế.
là một người thẳng thắn, thông minh, có đầu óc, việc kiếm tiền đối với họ luôn dễ như trở bàn tay. Những người này sinh ra đã được hưởng nhiều hồng phúc, tề thiên. Không chỉ vậy, gia đình của họ cũng sẽ được hưởng lây. Các thành viên trong nhà luôn gặp được nhiều may mắn, được sống trong sự sung túc đủ đầy. Bên cạnh đó, vì tính cách điềm đạm, thân thiện, họ đi bất cứ đâu cũng được yêu mến. Họ lại gặp được quý nhân hỗ trợ, giúp họ gặt hái được vô số thành quả lớn trong cuộc đời. Nhìn chung, những người sinh ra trong thời điểm này càng về hậu vận, càng được sống cuộc sống sung túc, an nhàn, bình yên. Ngày 19 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào ngày 19 âm lịch thường có tính cách hướng ngoại. Trong giao tiếp xã hội, họ có kỹ năng tuyệt vời. Nhờ vậy mà sự nghiệp thăng hoa rực rỡ vào giai đoạn trường vận. Thuở bé, những người này được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng họ lại không tự mãn. Ngược lại, rất cầu tiến, không ngừng cố gắng, nỗ lực để giữ vững vị trí của mình. Tử vi học còn nói, sau 35 tuổi, những người sinh vào ngày này thường gây dựng được vị trí, sự nghiệp vững mạnh. Họ không những tạo dựng cơ ngơi vững chắc mà còn có thể giúp người nhà cũng thăng tiến. Đặc biệt, đối với phụ nữ sinh vào ngày này, không chỉ vượng phu, vượng tử mà còn vượng cả gia đạo. Nhìn chung, cuộc sống của họ vào giai đoạn hậu vận thường viên mãn, đủ đầy, con cháu đầy đàn, gia đình sung túc, muốn gì có đó, không bao giờ phải lo lắng về cơm áo, gạo tiền. Ngày 16 âm lịch. Người sinh vào ngày 16 âm lịch được cho là người thông minh, tài giỏi, đầy sáng tạo. Họ làm gì cũng kín kẽ, rạch ròi, nên được cấp trên quý mến. Công việc không ngừng thăng quan, tiến chức sau tuổi 30, người này có xu hướng làm lãnh đạo, lại còn được bạn đời yêu chiều hết mực. Hôn nhân viên mãn. Ngày 18 và ngày 20 âm lịch. Trời sinh những người vào ngày 18 và 20 âm lịch thường có tính cách hào phóng, sống thoải mái, luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực. Dù cuộc đời này có sóng gió trông gai thế nào cũng không thể đánh bại được ý chí vững bền của họ. Tử vi học có nói những người sinh vào hai ngày âm lịch này thuở bé được gia đình, bố mẹ yêu thương hết mực. Khi lớn lên được bạn bè quý mến, luôn giúp đỡ tận tâm những lúc khó khăn. Cuộc sống của những người này từ bé đến lớn luôn vẹn toàn và có quý nhân phù trợ. Sau khi kết hôn, họ càng được hưởng nhiều phước lành, sự nghiệp thăng hoa, ổn định chưa đủ mà ngày càng kiếm được nhiều tiền. Nếu chẳng may gặp phải khó khăn trắc trở thì chỉ là giai đoạn nhất thời, sau mọi sóng gió là một bầu trời đầy hy vọng với những điều tốt đẹp. Ngày 21 và 26 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào ngày 21-26 âm lịch thường có tính cách hiền lành, luôn đối xử với mọi người bằng sự chân thành, sẵn sàng giúp đỡ họ những lúc khó khăn, hoạn nạn. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, những người sinh vào ngày này luôn được mọi người yêu thương, quý mến. Bất kể gặp khó khăn gì, họ cũng được người khác sẵn lòng giúp đỡ mà không cần báo đáp. Tử vi học còn nói, sau 35 tuổi, những người này được định sẵn mang số mệnh phú quý. Họ không những giàu có về vật chất mà còn viên mãn về tinh thần. Từ giai đoạn trường vận trở về sau, cuộc sống sẽ may mắn lên từng ngày, vận may cũng lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng chăm chỉ thì càng giàu có. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận không ngừng lo toan mà còn được tận hưởng. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận không những không lo toan mà còn được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Ngày 22 và ngày 28 âm lịch. Không giống như những ngày âm lịch ở trên, đối với những người sinh vào ngày 22 và ngày 28 âm lịch thường được lớn lên trong gia đình giàu có của ăn, của để từ đời trước. Vì vậy, những người này lại có tính tình khiêm tốn, không thích khoe khoang và không ngừng nỗ lực để tự tạo dựng cho sự giàu có của riêng mình. Những người này từ bé được ngậm thìa bạc, nhưng họ luôn thấy đó là may mắn, không ngừng cầu tiến để bảo vệ mọi thứ. Bước vào giai đoạn trường vận, những người sinh vào hai ngày này thường tìm được nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống mà không phải ai cũng có được. Như vậy mà sự nghiệp, hôn nhân đều viên mãn đủ đầy. Nhìn chung, cuộc sống của họ tuy có vấp ngã nhưng không đáng kể. Sau tất cả, không chỉ được hưởng thụ giàu có mà còn được con cháu kính trọng, báo hiếu. Quý vị thân mến, cũng theo quan điểm của tử vi, số học, vận mệnh con người không chỉ được biểu hiện qua ngày sinh cụ thể mà còn được bộc lộ qua cả tháng sinh. Và bất kể là nam hay nữ thì chỉ cần sinh chúng vào những tháng âm lịch sau đây thì tất yếu trai thành rồng, gái thành phượng, phú quý. Vậy đó là các tháng sinh nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp chương trình. Tháng 2 âm lịch.
Trời sinh những người sinh vào tháng 2 âm lịch thường có tính cách hoạt bát, cởi mở. Họ sống chan hòa với tất cả mọi người nên được mọi người xung quanh yêu quý, luôn dành cho họ những tình cảm tuyệt vời nhất. Tháng 2 được xem là tháng của mùa xuân, khi muôn hoa đua nở, vạn vật cũng sống lại một cách tươi mới. Tử vi học có nói, người sinh vào tháng 2 âm lịch thường vui vẻ, lạc quan. Như vậy mà làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió. Những người sinh vào tháng này bước qua tuổi 30, sự nghiệp không những thăng hoa rực rỡ, mà tài vận còn dồi dào. Từ giai đoạn này trở đi, họ khẳng định được vị trí trong xã hội. Mỗi năm, mỗi phát triển, đến hậu vận, cuộc sống viên mãn đủ đầy. Chỉ cần an nhàn, tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. Tháng 5 âm lịch. Trời sinh những người sinh vào tháng 5 âm lịch thường có tinh thần nhiệt huyết cao. Những người này có trách nhiệm với công việc, bản thân và gia đình. Một khi đã quyết định làm điều gì đó, họ sẽ dốc hết tâm sức, mong muốn đạt được thành công cao nhất. Tháng 5 được xem là tháng giao mùa, chuẩn bị bước sang mùa hè. Vì vậy, những người sinh vào tháng này luôn máu lửa trong việc kinh doanh, đầu tư. Đặc biệt đối với phụ nữ sinh vào tháng 5 lại càng hăng say và tài giỏi hơn. Những người này thường gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Khi bước vào trung vận, sự nghiệp của họ ngày càng vững vàng. Mỗi dự định, kế hoạch đều được thực hiện từng bước hoàn hảo. Nhờ vậy, công thành, danh toại. Tử vi học còn nói, những người sinh vào tháng này không chỉ giàu có mà còn hạnh phúc. Tháng 6 âm lịch. Người sinh vào tháng 6 âm lịch thường vô cùng thông minh, lanh lợi. Ngay từ khi còn nhỏ, những người này đã thể hiện mình là một người tháo vát, tài giỏi, luôn nhận được những lời khen ngợi từ thầy cô giáo. Bên cạnh đó, những người sinh vào thời điểm này có một trái tim bình tĩnh, sáng suốt, luôn nhìn nhận mọi việc theo nhiều chiều hướng khác nhau. Trưởng thành, sự mạnh mẽ, tự lập giúp họ tiến gần đến những thành công lớn. Tuy trong cuộc đời cũng không ít lần vấp phải và đứng lên, nhưng theo tử vi số học, tháng 7 cô hồn sẽ đem đến cho những người sinh vào tháng 6 âm lịch cuộc sống đầy bất ngờ, hạnh phúc. Tin hỷ sự đến liên tục khiến tâm trạng của họ như ở trên mây. Không chỉ tiền bạc, sự nghiệp mà ngay cả tình yêu cũng trở nên hoàn hảo như mơ. Tháng 9 âm lịch. Trời sinh những người vào tháng 9 âm lịch thường có tính cách điềm đạm, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh khó khăn. Những người sinh vào tháng này thường không quá tham vọng nhưng được trời ban nhiều phúc đức. Làm gì cũng có quý nhân phù trợ, càng lương thiện sẽ càng giàu có. Tháng 9 được xem là tháng của mùa thu se lạnh, những người sinh vào tháng này bên ngoài lạnh lùng, bên trong là những người tình cảm, luôn biết thấu hiểu cho người khác. Trong cuộc sống, họ là người thấu tình, đạt lý, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công trong công việc hay quan hệ giao tiếp hàng ngày. Trung vận, họ không chỉ được quý nhân giúp đỡ, ngày càng giàu có, mà đến hậu vận sự nghiệp, hôn nhân đều thập toàn thập mỹ, khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. Tháng 10 âm lịch. Những người sinh tháng 10 âm lịch có tố chất, được thừa hưởng nhiều phước lành từ gia đình. Trời sinh những người sinh vào tháng này hay gặp may mắn và những mối nhân duyên tốt. Bất kể lúc nào họ gặp phải khó khăn, cũng đều có quý nhân sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Đây cũng là người có khả năng thích nghi với môi trường mới một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng đều có một vị trí đặc biệt. Tuy vậy, quá trình trưởng thành của họ gặp khá nhiều trắc trở. Có những lúc sống như lâm vào đường cùng, nhưng năng lượng của những người sinh vào tháng 10 âm lịch là vô hạn. Vì thế họ chẳng bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Cho dù có làm gì, quyết định ra sao, mọi chuyện đều sẽ đi theo hướng tích cực và tốt đẹp. Ngày tháng năm sinh có ý nghĩa thiêng liêng với bất kỳ ai. Theo thuật xem bói ngày sinh, mỗi ngày sẽ ứng với một số mang đạo. Và từ con số đó, bạn sẽ hiểu rõ hơn về bản thân, về tính cách, tình cảm và các mối quan hệ xã hội. Ngày tháng năm sinh còn cho biết ước mơ, sở thích, sở trường, người tâm đầu ý hợp và nghề nghiệp nào thì phù hợp. Tất cả những điều này sẽ được dự báo trước và chiêm nghiệm để từ đó đưa ra những lời khuyên giúp cho bạn may mắn, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Quý vị thân mến, vừa rồi mọi người đã nghe bài chia sẻ, theo dõi về những ngày sinh, người sinh vào tháng tốt, được giàu sang, vô quý. Mọi người có nằm trong những tháng đó hay không? Hãy để lại những bình luận ở dưới video. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng kênh Phong Thủy Sa Cát trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh và chờ đón những thông tin ý nghĩa về phong thủy, tử vi được chúng tôi chia sẻ hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.